một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không chỉ quan tâm đến vấn đề về lợi nhuận mà họ còn muốn đóng góp lại cho các hoạt động cộng đồng. Với việc bổ sung các cái gói vi chất này thì nó giúp cải thiện được cái tình trạng dinh dưỡng về cân nặng về chiều cao cho các cháu. Chương trình Nutrilite Power of Five của Amway Việt Nam còn hướng tới là xây dựng nhận thức của cộng đồng, nâng cao cái nhận thức về dinh dưỡng cho các bà mẹ, các thầy cô giáo và cộng đồng mà các em đang sống. Sẽ xây dựng các tài liệu đào tạo, tiến hành công tác đào tạo và tập huấn cũng như là truyền thông cho các cái bà mẹ phụ nữ có thai, bà mẹ nuôi con và các cái trường mẫu giáo để cho giảm tỷ lệ dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Chúng tôi tiếp tục phát triển cái chương trình này lên một tầm cao mới. Mục tiêu cao nhất là tất cả những trẻ em có thể phát triển đầy đủ, xây dựng thế hệ tương lai của trẻ em Việt Nam tốt đẹp hơn.